kiss for you. Hai bà cho xin mến chào với cô chú anh chị và các bạn. Và hôm nay thì mình có làm kem chuối cho mấy bé nhà mình ăn nè cả nhà. Và sẵn tiện thì mình làm mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem luôn. Thì nếu các bạn nào quan tâm thì cùng làm với mình luôn nha. Nói chung là làm cũng rất là đơn giản, nhưng mà khi ăn thì rất là ngon, rất là thơm. Mình có chuẩn bị 1 kg chuối nè cả nhà. Ở đây mình dùng chuối xiêm hay còn gọi là chuối xứ nè cả nhà. Thì khi mình mua thì mình lựa những cái loại chuối á, nó chín đều như cả nhà, thì khi ăn thì rất là ngọt, rất là ngon. 100g sữa đặc này cả nhà, 100g đậu phộng, 50g đường cát trắng nè, và cuối cùng là mình dùng 1 bịch sữa tươi có đường nha. Các bạn có thể thay thế bằng sữa tươi không đường hoặc là có đường cũng được ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại bếp, mình sẽ rang cái phần đậu phộng này nha cả nhà. Và cái phần đậu phộng mình cũng đã rang vàng và mình bóc vỏ này cả nhà, mình cho vào bịch nè, rồi mình lấy cái chày ở cả nhà mình đập cho dập dập cái phần đậu phộng này cả nhà đó. Và bây giờ cái phần đậu phộng mình cũng đã xong, và mình có chuẩn bị một cái nồi, bị thêm 200ml nước, cho cái phần nước này vào cái nồi này luôn nha. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần đường này mình cho vào hết luôn nha, cho cái phần sữa đặc này vào luôn nha. Cuối cùng thì mình sẽ lấy 2 bịch sữa mình cho vào luôn. Bây giờ mình sẽ lại bếp ha, mình sẽ bắt cái phần này lên, mình sẽ nấu cái phần này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa vừa nha, mình sẽ nấu cái phần hỗn hợp này cho nó sôi lên tăng là được, cho cả nhà không còn phải nấu cái thật sôi nha. Và cái độ ngọt hay lạt thì các bạn có thể gia giảm lại cái lượng đường hoặc là lượng sữa cho tùy thích với cái khẩu vị của gia đình các bạn nha. Cái phần nước của mình cũng đã sôi lên tăng rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp ha, mình sẽ để nguội phần này. Và bây giờ mình sẽ lột hết cái phần chuối này nè, và phần cuối của mình cũng đã lột vỏ nè. Và mỗi trái thì mình sắc làm 3, làm 4 nè cả nhà, cho mình xay cho nhanh ha, cho dễ ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần máy xay nè, mình bỏ cái phần này vào mình xay nha. Và cái phần chuối mình sẽ chia ra mình xay 2 lần nha, và mỗi lần thì mình sẽ cho vào 1 bịch sữa tươi nha, đó mình xay cho nó nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho 1 bịch sữa tươi này vào. Bây giờ cái phần chuối của mình đã nhuyễn rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ cho ra cái thon nha. À, bây giờ cái phần chuối của mình cũng đã xay xong rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước mình nấu đây nè, mình sẽ cho vào cái thau luôn nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hết cái phần đậu phộng này vào luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái phần hỗn hợp này lên ha. Rất là thơm luôn cả nhà. Đó, phần sữa nè, chuối và đậu phộng này cả nhà, đó, rất là thơm luôn. À, bây giờ cái phần hỗn hợp này mình đã cùng khuấy đều rồi cả nhà, nó cũng đã hòa quyện vào với nhau ha. À, mình có chuẩn bị bịch này cả nhà, cái thun này cả nhà, và mình có cắt một cái đầu chai nhựa này cả nhà, đó, nước uống ha. Để mình cho cái phần chuối này vào thì vào bịch đó thì nó dễ hơn nha. Làm như vậy thì làm rất là nhanh và rất là dễ luôn cả nhà đó. Bây giờ mình sẽ múc ha. Đó, mình cho vào như vậy thì rất là dễ luôn. Làm cách này rất là đơn giản mà ăn rất là ngon cả nhà. Đó, mình cho đậu phộng vào rất là thơm luôn cả nhà.
là cứ như vậy thì mình làm cho hết luôn. Và mình cũng cho vào bịch xong, dĩa to bự luôn này cả nhà. Đó, và hôm nay thì mình làm kem buổi tối thì cái phần này thì mình chỉ việc mình đem bỏ vào trong ngăn đá. Thì sang ngày mai á, thì mình đã có cái kem để ăn, là món kem chuối túi này thật kỳ mấy bé cực kỳ rất là thích luôn cả nhà. Đó, khi ăn thì kem của mình á, biệt là mềm, rất là ngon luôn là cả nhà, béo béo nè, của mùi sữa nè, đó, và thơm của đậu phộng cực kỳ rất là ngon, đặc biệt là cái món kem chuối này cả nhà thì ăn cực kỳ rất là mát nha. Đó, mình làm cũng đơn giản thôi nhưng mà kem thì ăn cực kỳ rất là ngon đó cả nhà. Thì hôm nay mình chia sẻ cái món kem chuối này, thì các bạn thấy cái video của mình á thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và nhớ nhấn chuông nha để đón xem những cái video mới nhất của mình. Và mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mình chào cả nhà.